Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phần 1 Tốt nhất không nên gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau Bắc Kinh quá rộng lớn, đi đến đâu cũng cảm thấy rất xa, nhớ đến ai cũng cảm thấy rất xa. Do đó ông tỉnh cứ luôn thử không nhớ đến Đỗ Hiểu Phong, cố tình mang tình cảm 7 năm đó nén lại thành một viên đá bé tí, vứt qua phía bên kia thời gian. Khi nói chuyện với người khác, cô cũng chỉ cười nhẹ một cái, nhưng cô biết rằng, rõ ràng không phải thế. Một, ông tỉnh nằm trên giường, nghe hết bài Bắc Kinh chào đón bạn mà cô chỉnh làm chung báo thức, rồi mới lề mề bò dậy. Hôm nay là ngày cuối tuần, tuần trước các bạn học thời phổ thông đã đưa thông báo trên Mạng Nhân Nhân, một trang web của Trung Quốc, tự như Facebook, hẹn hôm nay gặp nhau, nghe nói đây là lần họp đầy đủ rất hiếm có, nghĩ lại cũng phải. Ngay cả một người đã nhạt dần trong tâm trí của bạn bè như cô mà cũng được gửi thông điệp đến, chứng tỏ buổi gặp mặt này đích thật là rất có quy mô. Vốn dĩ ôn tĩnh không muốn đi, so với việc cùng bạn học cũ nhớ lại chuyện xưa, cô muốn ở nhà ngủ một giấc hơn. Cô không có nhiệt tình như Tô Tô, làm việc rất cực nhọc, cộng thêm thời gian chen chúc trong tàu điện ngầm, mỗi ngày ôn tĩnh có ít nhất 12 tiếng đồng hồ là ở bên ngoài. Thủ đô Bắc Kinh to lớn với đầy những dấu tích lịch sử mà bấy lâu nay được cô xem là niềm tự hào, giờ đây lại trở thành một gánh nặng bắc kinh quá lớn rồi đi đến đâu cũng cảm thấy rất xa nhớ đến ai cũng cảm thấy rất xa do đó ông tỉnh cứ luôn thử không nhớ đến đỗ hiểu phong cố tình mang tình cảm bảy năm đó nén lại thành một viên đá bé tí vứt qua phía bên kia thời gian khi trò chuyện với người khác cũng chỉ giả vờ xem đó là niềm si mê ngây ngô của thời niên thiếu nhoẻn môi cười nhẹ rồi cảm thán hai tiếng phải chi đời người chỉ như lúc mới gặp nhưng cô biết Rõ ràng không phải, ôn tĩnh và Đỗ Hiểu Phong mới chia tay năm ngoái, họ bắt đầu quen nhau vào năm lớp 11, lúc chia tay thì cũng đã ra xã hội làm việc 2 năm. Khi ôn tĩnh đùa rằng hay là tranh thủ ngày tổ chức Olympic đám cưới luôn thể, Đỗ Hiểu Phong đã thích người khác. Rất bất lực, rất tàn khốc, nhưng đó vẫn là việc mà biết bao người đã từng trải qua, để đến khi tìm Tô Tô ra tâm sự, ôn tĩnh thật sự không nói được lời nào nữa. Bao nhiêu tính từ tươi đẹp như đau buồn, xót xa ai oán kết hợp lại với nhau cũng chỉ để hiển thị một sự thật đơn giản đỗ hiểu phong không yêu cô nữa anh đã thích người khác và đã đá cô ôn tỉnh đã gặp qua cô gái đó không thể nói là rất xinh đẹp nhưng rất dễ thương rất hay cười thích nhảy nhót quanh đỗ hiểu phong khi dạo phố cùng anh lúc thì ở bên trái lúc thì qua bên phải ôn tỉnh đứng nhìn họ từ xa nghĩ thầm ồ hiện giờ anh ấy thích kiểu con gái như thế à sau đó quay lưng rời khỏi. Cô nhìn thấy họ khi đứng nấp ở gần nhà Đỗ Hiểu Phong, phía ngoài căn hộ có một bụi hoa đinh hương, sau khi tốt nghiệp ra thuê nhà, Đỗ Hiểu Phong đã nhắm ngay vào nơi này, anh nói mùi hương của đinh hương rất giống mùi hương của ông Tĩnh, sống ở đây mỗi ngày đi ngang qua bụi đinh hương này đều có thể nhớ đến cô. Nhưng giờ đây, ông Tĩnh đứng nấp ngay sau bụi đinh hương đó, nhưng Đỗ Hiểu Phong lại không hề phát hiện ra cô. Anh chỉ nắm tay bạn gái mới của mình, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà. Móc khóa anh sử dụng vẫn còn là con cảnh sát cũ, là của ôn Tĩnh mua tặng anh. Bảy năm tình cảm không cho cô dễ dàng buông tay như vậy, lúc đó Tô Tô ra chủ ý cho cô, mỗi ngày đều lên MSN gửi cho cô những bài viết làm thế nào đánh bại kẻ thứ ba dành lại bạn trai để cô tham khảo. Nhưng khi nhìn thấy những đau khổ khác nhau của người khác, ông Tĩnh chỉ cảm thấy như chính mình đã trải qua, cùng họ rơi vài giọt lệ, rồi thì mắng theo tiểu tam năm nào cũng có gần đây đặc biệt nhiều ông tỉnh cũng rất muốn bảo vệ tình yêu của mình nhưng khi nhìn thấy cô gái đó cô đã từ bỏ ý định bảo cô phải làm thế nào đội nón lưỡi trai mặc áo thun màu chói lòa quần bảy phân nhảy qua nhảy lại bên cạnh đỗ hiểu phong làm cho mình đáng thương một chút lợi dụng lương tâm và lòng từ bi của đỗ hiểu phong hay là lấy lý do làm lần cuối cùng sau đó cố tình để cho cô gái đó nhìn thấy những thứ này không chừng sẽ có hiệu quả đối với Đỗ Hiểu Phong, nhưng bản thân Ôn Tĩnh lại không chịu nổi. Đỗ Hiểu Phong là mối tình đầu của cô, cô đã dành trọn tất cả những mộng ước tươi đẹp của mình vào anh. Do đó, cái mà Đỗ Hiểu Phong phá vỡ không chỉ là 7 năm quyến luyến của họ, mà còn là tình cảm êm dịu trong trái tim cô, đây là mãi mãi cũng không thể tìm lại được. Vốn dĩ Ôn Tĩnh cảm thấy tình yêu đầu đời cũng giống như hạt thủy tinh vậy, bất kể sau này có trải qua tình yêu như thế nào, cũng vẫn sẽ phát ra luồng sáng mãi không tắt liệm, nhưng giờ đây cô đã biết, đó chẳng qua là giọt nước mà mình nâng niu trong tay, hễ buông lỏng một chút, thì sẽ không còn nữa. Hoặc giả ai ai cũng hưởng thụ tình yêu đầu đời, bất kể thành công hay thất bại, bất kể trải qua nỗi ngượng ngùng ra sao, bất kể người đó trở thành thế nào, thì nhiều năm sau, vẫn sẽ mỉm cười khi nhắc lại, không thể nào quên. Tô Tô chính là như thế. Cô cứ thích nói về Mạnh Phạm, đó cũng là bạn học cùng lớp của họ, là một chàng trai rất thanh tú, rất yên tĩnh. Mối tình đầu của anh chính là Tô Tô, nhưng Tô Tô lại không đến với anh. Lúc đó Tô Tô thích một bạn nam đặc biệt vui tính, một tiền đạo của đội bóng đá trường, họ đặc biệt danh cho anh là Túc cầu tiểu tướng. Lúc đó Mạnh Phạm đã rất nhiều lần hỏi Ôn Tĩnh số điện thoại của mình, đúng không? Đôi mắt Tô Tô sáng rỡ lên khi nhắc đến đoạn này. Mang theo sự nghịch ngầm vốn có của cô, trông vẫn như một tiểu cô nương mười mấy tuổi vậy. Phải đó. Ông tỉnh luôn rất phối hợp câu hỏi của cô. Mắt tô tô đầy tình cảm, nét mặt mãn nguyện, cô cười nói. Nhưng bạn ấy lại chưa gọi cho mình lần nào hết, chỉ có vài lần, mình bắt máy lên nhưng đầu dây bên kia không nói gì cả, nhất định là bạn ấy. Mạnh phàm chính là thế, bạn ấy quá mắc cỡ rồi, nếu không không chừng mình và bạn ấy đã quen nhau rồi. Hay, thật ra rất nhiều bạn gái khác trong lớp thích bạn ấy, phải không? Phải đó. Ông tỉnh đáp, đoạn đối thoại này đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Ông tỉnh biết, tiếp theo đây Tô Tô sẽ bắt đầu kể chuyện của túc cầu tiểu tướng, và cô vẫn sẽ nói thêm rất nhiều lần, phải đó. Và đương nhiên, Tô Tô cũng rất phối hợp ông tỉnh. Bạn ấy hạnh phúc nhất rồi. Đỗ Hiểu Phong chính là mối tình đầu của bạn ấy. Mối tình đầu duy trì cho đến bây giờ, tuyệt đối là một kỳ tích đúng không mỗi lần tô tô đều phải tỏ vẻ chuyện khó tin nhưng có thật như thế những người xung quanh cũng nhất định sẽ phụ họa theo với nét mặt ngưỡng mộ kết quả là khi đến phiên ôn tĩnh nói về mối tình đầu của mình cô cũng chỉ có thể nói phải đó nhưng ôn tĩnh rất mãn nguyện bấy lâu nay cô vẫn rất mãn nguyện với tình yêu đầu đời của mình người đầu tiên mình thích chính là người cuối cùng của mình mối tình hoàng mỹ như thế ngay cả bản thân ôn tĩnh cũng cảm thấy không thể tin, để rồi dần dần quên mất những vấn đề đã sản sinh ở phía sau thời gian. Vì thế, mặc dù cô cũng rất muốn nói cho mọi người nghe về Đỗ Hiểu Phong, giống như Tô Tô đã nói về mạnh phạm và túc cầu tiểu tướng, nhưng mỗi lần đều bị Tô Tô dành trước giúp cô dùng vài lời ngắn gọn tóm tắt hết chuyện, xong cô cũng vui vẻ phối hợp. Dẫu sao thì mối tình đầu của người khác đều chỉ còn lại câu chuyện, của cô lại là sự thật vẫn đang tiếp diễn giờ đây tình yêu đầu tiên của cô cũng đã trở thành câu chuyện, nhưng mãi mãi cô cũng không kể cho bất kỳ ai nghe câu chuyện này. Bởi vì, quen nhau đến độ tuổi không còn nên được gọi là mối tình đầu nữa mới kết thúc, thì đã không còn là câu chuyện nữa, mà là một trò cười ngượng ngùng. Ngay trong lúc đang đắm chìm trong những chua chát này thì Tô Tô đã gọi đến. Ôn tỉnh, dậy rồi chứ. Đừng đổi ý nha. Đã nói là đi đó, bạn không đi những người khác nhất định sẽ lại nói, nói đổ hiểu phong bỏ bạn, bạn sụp đổ không đứng lên lại được, không thể đối mặt với hắn nữa. Làm gì có, chỉ là đang chọn quần áo. Ông tỉnh ngồi dậy, tìm đại một cái cớ. Vậy thì được. Mặt đẹp một chút. Lần trước tụi mình có đến Giang Sa mua cái váy đó, mặc cái đó đi. Tô Tô tự ra chủ ý, được, được. Ông tỉnh vừa cười vừa cúp máy. Cô mở tủ quần áo ra, kiếm chiếc váy post đó, khá đắt đấy những hai ngàn đồng đó là chiếc váy cô đã cắn răng mua về khi mới chia tay ông tỉnh mặc nó vào kéo dây lên soi gương bất giác bật cười phần eo đã rộng đến hơn hai tấc một năm nay cô đã ốm đến vậy sao quả nhiên là trong tương tư áo quần dần rộng ông tỉnh cởi bỏ váy ra chọn cho mình một chiếc áo cánh dơi thông thường thật ra hôm nay cho dù cô có biểu hiện ra như thế nào thì cũng là đang nói dối mà thôi những lời của Toto mới là sự thật. Đỗ Hiểu Phong bỏ cô, cô sụp đổ không đứng lên lại được, không thể đối mặt với anh. Ông tỉnh có hơi hối hận nhận lời Tô Tô để tỏ rõ sức mạnh rồi. Hai, ông tỉnh đến muộn một chút, chưa kịp bước vào phòng riêng thì đã bị Tô Tô ra đi toilet kéo lại. Bạn mặc như vậy sao? Tô Tô kinh ngạc kéo tay áo của ông tỉnh lên nói. Sao vậy, cũng được mà. Ông tỉnh bật cười đánh tay Tô Tô xuống, mình phục bạn luôn rồi. Kiểu nào cũng phải trang điểm một chút chứ. Tô Tô tròn mắt nhìn trần nhà. Giống người vợ bị ruồng bỏ. Ông tỉnh chỉ là muốn nói đùa, nhưng trái tim lại bất giác thấy khó chịu. Tô Tô không nhìn ra được sắc mặt của ông tỉnh, cô thành thật gật đầu, rồi kéo ông tỉnh vào nhà vệ sinh. Bước trên hành lang chật hẹp, mà sai quỷ khiến thế nào đó, ông tỉnh chợt hỏi. Anh ấy đến chưa? Đến rồi. Tô Tô mở cửa phòng vệ sinh nữ ra, quay đầu qua nói. Yên tâm, chỉ đi một mình, không có gia quyến. Ông tỉnh thở phù theo tiềm thức, nước đã ngập đến cổ rồi cô mới biết, bản thân không có kiên cường như mình đã tưởng. Đau khổ rất gần, yêu đương quá xa, khi còn chưa chỉnh lý đàng hoàng tâm trạng của mình, đích thật là gặp nhau chi bằng tưởng nhớ. Tô Tô đưa túi trang điểm cho ông tỉnh, nhìn cô vẽ lông mi một cách thông dong. Tô Tô nói. Đỗ Hiểu Phong không thay đổi gì nhiều, vẫn như thế, nhìn thấy mình hắn có hơi ngượng, lúc chào mình cũng không dám ngẩng đầu lên, hắn sợ mình mắng hắn. Anh ấy không sợ. Ông tỉnh bậm bậm môi rồi nói, sợ thì anh ấy đã không đến. Tại sao? Hai, thoa thêm son bóng vào. Tô Tô lấy cây son bóng hiệu su Umura đưa cho ông tỉnh. Tình nhân cũ mà có sức mạnh lớn như vậy thì làm gì còn là tình nhân cũ? Ông tỉnh nói nhạt nhẽo. Cái đó khác. Bạn là mối tình đầu của hắn mà. Tô Tô không chịu thua mà nói. Mối tình đầu của tụi mình, đại khái là đã kết thúc vào năm 17 tuổi rồi. Ông tỉnh xoay nắp son lại, nhìn nhãn hiệu Su Umura, cô cười nói. Bắt đầu từ khi nào mà bạn dùng mỹ phẩm cao cấp thế này thế? Hôm qua. Tô Tô chớp chớp mắt nói, hợp nhóm bạn bè là nhất định phải bỏ vốn thôi, diện của nữ sinh lớp chúng ta hôm nay gặp lại, tuyệt đối đủ mua một chiếc polo. Xe phái nữ. Ôn Tĩnh bật cười, đúng, nhưng mà bạn thì, tô tô xem xét ôn Tĩnh từ đầu đến chân, chỉ đủ cống hiến cái tay lái. Ôn Tĩnh nhéo tô tô một cái, hai người bật cười, nắm tay nhau cùng ra ngoài. Hôm nay có lẽ mạnh phạm cũng sẽ đến. Tô tô nói với vẻ mơ mộng. À, hình như từ sau khi tốt nghiệp thì không gặp lại bạn ấy nữa, bạn ấy đang làm gì vậy? Ông Tĩnh nói mà tâm đã không còn ở nguyên vị nữa, đã ngày càng đến gần căn phòng đó, cô lại bắt đầu thấp thỏm rồi. Làm trong phòng tạp chí đó. Bạn quên rồi sao? Lần trước họp mặt có nói rồi mà, mình còn cố tình mua một quyển tạp chí của họ để xem nữa. Toto tô tô kinh ngạc trước mức độ mau quên của ông Tĩnh, có một bài du ký của bạn ấy viết giới thiệu về đảo Nam Á, cậu còn khen văn phong của bạn ấy mà. À, phải. Ôn tỉnh ngơ ngác nhìn nắm cửa tròn xoe, họ đã đi đến trước cửa phòng, ôn tỉnh cảm thấy nhịp tim của mình rõ ràng đến không thể che giấu. Hôm nay bạn ấy mà có đến, mình sẽ hỏi bạn ấy đảo Nam Á chơi có vui không, nhất định là bạn ấy sẽ giật mình, không ngờ là mình sẽ đọc bài viết của bạn ấy. Tô, tô vừa nói vừa mở cửa ra. Ngay trong giây phút cửa phòng hé mở, ôn tỉnh cảm thấy cảnh tượng trước mắt như một thước phim quay chậm trong phim điện ảnh, khác với ánh đèn vàng ngoài hành lang bên trong ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ra ngoài thậm chí khiến cô không thể không nhíu mắt lại tiếng cười nói đồng loạt ùa ra quả thật là rất đông người chiếc bàn tròn lớn ở giữa phòng đã chật kín những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ song chính trong quần người này dẫu cho ôn tĩnh không hề muốn nhưng cô vẫn đã nhìn thấy đỗ hiểu phong đầu tiên có lẽ đỗ hiểu phong đã nhìn thấy cô cũng có lẽ là không thời gian ánh mắt họ giao nhau quá ngắn, đến mức không cách nào xác định họ có thật sự có một giây phút còn con nào là nhìn về nhau chưa. Bạn bè rất nhiệt tình chào hỏi ông tỉnh, cô cười đáp lại mọi người, lớp trưởng sắp xếp cho thêm chỗ ngồi. Đa phần mọi người có mặt đều biết họ đã chia tay, nên cũng không còn ép ông tỉnh và Đỗ Hiểu Phong phải ngồi cạnh nhau như lúc trước nữa. Ông tỉnh đi ngang qua Đỗ Hiểu Phong, ngồi bên cạnh Tô Tô, giữa họ, cách nhau ba người ông tỉnh chẳng thay đổi chút nào cả. Các bạn nữ chí chóe nói với nhau. Vậy à? Ông tỉnh cười nhạt nhẽo. Lời nói như thế không thể nói rõ có phải đang khen hay không, có lẽ là nói cô trông có vẻ còn nhỏ, vẫn như lúc còn đi học, nhưng con gái đã hai mươi mấy tuổi, thế nào cũng phải xinh đẹp hơn chăng? Đỗ Hiểu Phong thì đã đẹp trai hơn đấy. Đỗ Hiểu Phong cười, ông tỉnh nâng ly trà lên, rất tự nhiên, nhưng trái tim lại có hơi rung lên quả nhiên cô không thay đổi nhưng anh đã thay đổi rồi người bước ra sớm hơn luôn luôn thoải mái hơn lớp trưởng đi qua một góc nghe điện thoại sau đó trở về chỗ ngồi và nói tiêu lỗi còn đang trên đường đến nó nói sẽ tới muộn bảo chúng ta đừng đợi nó ăn nữa lát nữa sẽ gặp chúng ta ở bên ktv vậy còn mạnh phàm ông tỉnh hỏi cô biết tô tô nhất định rất muốn nghe tin tức về mạnh phàm nhưng bản thân lại không dám hỏi chắc là cũng đến, mình không liên lạc được với bạn ấy, bảo tiêu lỗi báo tin rồi." Lớp trưởng nói. Tô Tô nhìn ông tỉnh một cái với ý cảm kích, nhưng cô còn chưa kịp thu lại thần sắc vui mừng của mình thì đã bị điểm danh rồi. "Mình nhớ ban đầu Mạnh Phạm thích Tô Tô đúng không?" Mọi người phá lên cười, gò má Tô Tô ửng hồng. "Đừng có nói bậy." "Làm gì có nói bậy?" "Mối tình đầu của Mạnh Phạm chính là bạn" Lúc đó cậu ấy suốt ngày xin mình sắp xếp cho hai người trực nhật chung. Lớp phó vệ sinh đứng ra chứng minh, khi Tô Tô và Mạnh Phạm trực nhật, ông tỉnh sẽ ngồi trong lớp học đợi họ. Giờ đây cô còn có thể thấp thoáng nhớ ra cảnh tượng lúc đó, hoàng hôn rọi vào phòng học một màu vàng mơ ảo, rèm cửa bị gió thổi phất phơ, đại khái là vì có hơi mắc cỡ, Mạnh Phạm và Tô Tô đứng ở hai đầu của bảng đen, lau bảng một cách rất không tự nhiên. Động tác của hai người rất chậm, Vừa lau vừa từ từ đến ân nhau. Có nhiều lúc, vì quá chú tâm vào động tác của đối phương mà họ bất cẩn làm rơi học phấn, cả hai vội vàng nhặt lên, ông Tĩnh thấy thế bèn ngồi cười lén. Mọi người càng chọc nhiều hơn, Tô Tô ứng phó không lại, nhưng đằng sau ánh mắt xấu hổ kia lại tỏa ra một ý cười ấm áp, dịu dịu. Ông Tĩnh có hơi ngưỡng mộ Tô Tô. Tô Tô, sao cậu lại thích tên đá banh lớp hai thế? Mạnh phạm chờ cậu cả hai năm trời đó mình đâu có biết bạn ấy thích mình tô tô ầm ừ nói sao lại không biết cả lớp đều biết mạnh phàm thích bạn bạn ấy đâu có nói với mình đâu tô tô biện minh mạnh phàm quá trầm lặng rồi tiếc thật nếu không hai bạn thành một cặp thì hay biết mấy thì đó lời cho tên lớp hai kia rồi sao lớp chúng ta lại chẳng có đôi nào thành hết vậy có mà chẳng phải Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh đều là mối tình đầu sao? Mỗi người một câu đột nhiên phun ra một lời làm tiếng nói im bặt, mọi ánh nhìn đều lũ lượt quay sang Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh. Đỗ Hiểu Phong nét mặt như đang trầm tư, còn Ôn Tĩnh thì lần này cô thật sự không biết phải lấy gì để che giấu rồi. Song ngay trong lúc Ôn Tĩnh vào đầu bức tóc suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này thì Đỗ Hiểu Phong đã lên tiếng, anh hớp một ngụm trà, khi đặt ly xuống đã vô tình va vào mảnh kiến xoay trên bàn, phát ra một âm thanh nhỏ. Không phải. Đỗ Hiểu Phong từ tốn nói, mối tình đầu của mình không phải ôn tĩnh. Ba, đâu phải bắt buộc là hai người quen nhau luôn thì mới được gọi là mối tình đầu, yêu thầm cũng tính vậy. Hôm nay mình xin thẳng thắn, lúc học quân sự mình đã lén thích Lưu Hân Nhiên. Vốn dĩ định bày tỏ rồi, kết quả lại bị tên tiêu lỗi dành trước một bước. Đấy, cuối cùng nó cũng đâu thành công còn làm cản trở mình nói không chừng bây giờ cũng không biết là ai với ai ấy chứ đỗ hiểu phong cười nói như đang đùa mặt của lưu hân nhiên lập tức ửng đỏ nhóm con trai bắt đầu ồ lên bắt hai người cùng ly cho bằng được đỗ hiểu phong cũng không e dè nâng ly lên tới trước mặt lưu hân nhiên lưu hân nhiên đón lấy ly ngón tay của hai người bất cẩn chạm vào nhau cả nhóm lại phá lên cười ông tỉnh cũng cười cùng mọi người Phản phất những gì đang xảy ra trước mặt không hề liên quan đến mình song phía sâu trong đôi mắt của cô lại không che giấu được nỗi tuyệt vọng băng lạnh hóa ra người lui ra chậm hơn sẽ phải bị trọng thương hóa ra nút thắt bao năm nay chỉ là tâm bệnh của một mình cô hóa ra cô không có tư cách quán trách hóa ra cô căn bản không phải là mối tình đầu của anh ông tỉnh chưa hề hỏi đỗ hiểu phong về vấn đề tình yêu đầu tiên cô chỉ biết đỗ hiểu phong chưa từng có bạn gái cô là người đầu tiên của anh anh cũng là người đầu tiên của cô. Có lẽ chính vì cái chữ đầu tiên, đặc biệt và mới mẻ này, khiến cho ông tĩnh tin rằng họ là mối tình đầu của nhau. Đỗ Hiểu Phong lúc xưa không hề từ tốn như ngày hôm nay, anh chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm thích chơi bóng rổ, anh ngồi ở phía sau ôn tỉnh, cố tình gác chân lên ghế của cô, ra vẻ rất bảnh bao, nói chuyện không hề khách khí. Quên mang sách văn học rồi, xem chung đi. Ông tỉnh nhíu mày, tỏ vẻ không thích, cô cầm sách quay ra sau họ ngồi nghiêng người, nằm dài trên bàn cùng xem một quyển sách, trông như rất không hài lòng như thế, nhưng thật chất trong lòng đều đang thầm vui mừng. Khi đọc đến một câu trong bài thơ Hà Đường Nguyệt Sắc, Vu Thị yêu đồng viện nữ, đảng châu tâm hứa. Dịch nghĩa Thế là chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp, đã cùng nhau hẹn ước trên chiếc bè du ngoạn, hai người đều phục cười, tên thật của Tô Tô chính là Tô Viện, cô liền quay đầu ra sau lường họ, các bạn trong lớp thấy họ cười, cũng đều bật cười theo. Ông tỉnh và Đỗ Hiểu Phong nhìn nhau một cái, nụ cười thấm đường trên ánh mắt khóe mi, đã tiết lộ bí mật trong lòng họ, cảm giác thích nhau của thời niên thiếu, chẳng qua là bạn nhìn tôi một cái, tôi nhìn bạn một cái mà thôi. Cái chuyện thích nhau này, khi chưa xác định thì đoán, đoán được 90 phần rồi thì lại có hơi trốn tránh. Trong lớp học, trên cầu thang, trong sân trường, họ vô số lần nhìn nhau như thế, ôn tĩnh bắt đầu không dám đối chọi với đỗ hiểu phong như một đôi oan gia giống trước đây nữa nhiều lần đi ngang qua nhau họ đều hoang mang nhìn sang nơi khác đến khi đối phương đã khuất ở sau lưng rồi thì lại len lén tìm cơ hội quay đầu lại nhìn sau đó vẫn là đỗ hiểu phong mở lời trước đó là một buổi sáng của mùa hạ cả hai cùng dựng xe có tiếng ve kêu trên góc hòe già chốc chốc ôn tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn không phải vì sức hấp dẫn của tiếng ve quá lớn mà vì ánh nhìn của Đỗ Hiểu Phong khiến cô hơi khẩn trương. Khu vực để xe với đông đúc người qua lại làm Đỗ Hiểu Phong nhảy nhại mồ hôi, anh cứ không ngừng nhìn đồng hồ, sợ lỡ mất thời cơ mà anh đã khó khăn thu xếp. Xe đã dần đầy, ôn tỉnh đã đeo cặp lên, nhưng tên mập của lớp kế bên vẫn đang lề mề bóp khóa xe, Đỗ Hiểu Phong thật muốn đá nó một cái. Nhìn ôn tỉnh sắp đi về lớp học, anh lấy hết dũng khí kéo kéo dây đeo bao lô của cô, hớp hơi, nói một cách lưu manh này, cậu đợi lát đã. Làm gì? Ông tỉnh quay lại hỏi, à, Đỗ Hiểu Phong ngừng lại một lúc, quay ra sau nhìn, khi đã xác định tên mập đó không thể nào nghe thấy, anh mới hạ thấp giọng nói, ông tỉnh, bạn thích mình không? Mình có hơi thích bạn. Mặt trời ngày hè như đột nhiên tăng nhiệt, ông tỉnh cảm thấy gò má của mình nóng lên, cô bặm môi, đờ đẫn đứng nhìn Đỗ Hiểu Phong, trong lòng nửa vui, nửa giận. Thích thì thích, cái gì gọi là hơi thích chứ? Bạn nói gì đi chứ? Mặt của Đỗ Hiểu Phong đã đỏ chín cả rồi, rõ ràng trong mắt toàn là hy vọng, nhưng lời nói tuôn ra lại là cái kiểu thẹn quá hóa giận thế này. Tớ! Ông Tĩnh chỉ mới nói được một chữ thì đã bị âm thanh bờ rằng bờ rằng che lấp. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, tên mập đó nhìn họ với nét mặt ngượng ngùng, chiếc xe đạp của nó đã làm ngã hết nguyên một dãy xe mà họ đã cực công sắp xếp trước đó mày làm cái gì vậy? Đỗ Hiểu Phong sôi sùng sục. Thôi bỏ đi bỏ đi. Ông tỉnh bỏ cặp xuống, đi về phía đó. Đỗ Hiểu Phong lại nghe lời một cách thất thường, anh đi theo ông tỉnh, cùng cô dựng lại dãy xe bị ngã. Nè, lúc nãy bạn nói gì? Đỗ Hiểu Phong không kìm được lòng, lại hỏi. Ông tỉnh ngâm nga câu hát, không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút, cô lắc đầu nói. Đâu có gì đâu gì mà không có gì? Rốt cục bạn có thích mình không? Ông tỉnh vẫn chỉ ngâm nga câu hát đó, nhìn nét mặt nông nóng khờ khạo của Đỗ Hiểu Phong, cô không nhìn được, bật cười rồi. Bước ra quán ăn, cả nhóm người náo nhiệt đi đến chỗ tiếp theo, họ trực tiếp đến KTV. Ông tỉnh thật sự không muốn đi tiếp nữa, nhưng Tô Tô sống chết cũng kéo cô ở lại. Mình đã cùng bạn chống đỡ Đỗ Hiểu Phong, thế nào bạn cũng phải chờ mạnh phạm chung với mình. Tô Tô cắn răng nói. Ông tỉnh không còn cách nào khác, cô gật đầu, tiện thể nhắc nhở. Đừng trợn nữa, lông mi giả sắp trớt xuống rồi kìa. Đỗ hiểu phong của hôm nay đã không còn sự non nớt của lúc trước nữa. Khúc dạo nhạc quen thuộc mang quá khứ của thiếu niên xuyên qua không gian đến với thực tại, ông tỉnh xoa xoa thái dương, chẳng biết là ai lại bấm ngay bài hát xưa như trái đất này. Chỉ yêu một chút chút, Đỗ Hiểu Phong và Lưu Hân Nhiên xong ca đi nhóm con trai vẫn chưa chịu bỏ qua trò đùa lúc nãy, nhìn họ bị mọi người đẩy ra phía trước màn hình, ôn tĩnh lãng nhìn sang hướng khác. Cũng đâu có gì, chỉ là hát một bài thôi. Ôn tĩnh đích thật đã nghĩ như thế, xong, khi điệu nhạc không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút, vang lên, cô thật sự không chống chịu được nữa. Gương mặt của Vu Khải Hiền trong màn hình dần dần lu mờ, biết bao nhiêu bài tình ca song ca, tại sao cứ phải là bài này chứ? Tô Tô kéo tay ôn tỉnh lại khi cô định đứng lên. Đừng đi, bây giờ mà đi tức là bạn thua, trước đó đều sẽ phí công vô ích. Mình muốn đi vệ sinh. Ôn tỉnh nén nước mắt lại, miễn cưỡng mỉm cười nói. Nhìn một lát đi, gấp vậy sao? Tô Tô không mấy tin lời ôn tỉnh. Chuyện copy từ truyền phun vn thật, đau bụng. Tim cũng đau, ôn tỉnh đứng lên, dùng tư thái mà cô tự cho là nho nhã nhất rời khỏi phòng một cách tả tơi. Đứng trong phòng vệ sinh, ông tỉnh muốn dùng nước rửa mặt, nhưng khi nhìn lớp trang điểm nhạt nhưng đắt đỏ trên mặt mình từ trong gương, cô đành bất lực ngẩng cao đầu. Nghe nói chỉ cần dùng sức mở to mắt thì nước mắt sẽ có thể không rơi ra, thế là ông tỉnh đã trưng mắt nhìn chầm chầm ngọn đèn trên trần. Cô duy trì tư thế này 10 phút, nước mắt quả nhiên không rơi xuống, dòng nước đắng chát đó đã thông qua xoan mũi, chảy ngược vào tim. Tuy rất không có chí khí, nhưng cô đích thật đã không kìm nén được nỗi đau, lời của Đỗ Hiểu Phong đã đẩy lại hết tất cả những quá khứ mà cô trân trọng. Ông tỉnh đau cho cô gái đứng ở đầu bên kia của thời gian, cô gái 16 tuổi với nụ cười tươi tắn trong khu vực đậu xe năm xưa. Đỗ Hiểu Phong, Đỗ Hiểu Phong, tiếng gọi với tất cả hơi thở của quá khứ, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Ông tỉnh hít hít mũi, khi đã xác định gương mặt mình không có dấu tích của bi thương, cô mới từ từ mở cửa ra ngoài. Tuy nhiên ngay khi vừa bước ra thì cô đã khựng lại, Đỗ Hiểu Phong đang đứng ở trước cửa phòng trang điểm, trông như đang đợi cô. Nhìn thấy ông tỉnh, Đỗ Hiểu Phong chú ý xem đôi mắt của cô, đến khi cô ngước lên nhìn anh, anh lại cúi đầu lẩn tránh. Tâm trạng mà mới trước đó ông tỉnh đã nỗ lực bình phục lại thế là bị cái nhìn này làm tiêu hao mất một nửa, hai người đứng đối mặt nhau, không ai động đậy. Anh, Đỗ Hiểu Phong tiến lên một bước, còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại đã rung lên. Giọng hát dính chữ của Châu Kiệt luân ngân vang khắp không gian nhỏ bé, Đỗ Hiểu Phong sững người một lúc, anh bắt máy. Nhìn không khí hư vô trước mặt mình, ông tỉnh đoán, lúc nãy anh ấy chỉ đứng cách mình khoảng 10 cm. Alo, Ừm, đang hát. Đỗ Hiểu Phong quay người qua, hạ thấp giọng nói, ông tỉnh nhìn bóng lưng của anh, trái tim đang đập thình thịch thoáng chốc đã lạnh xuống. Là cô gái đó, không về, chắc phải 10 giờ em đừng đợi anh nữa anh biết không có anh nói không có là không có nghĩ vẫn vơ gì chứ đừng ngoan bi bi đỗ hiểu phong cúp máy ôn tỉnh không chờ anh quay lại thì đã đi về phòng trước này ôn tỉnh đỗ hiểu phong vội đuổi theo cô ôn tỉnh không quay đầu lại cô không thể quay đầu lại nếu nhìn thấy anh tất cả nỗ lực của hôm nay sẽ trở thành công cốc đứng trước sự thật đỗ hiểu phong không yêu cô cô vẫn sẽ rơi lệ khi đi đến trước phòng karaoke ôn tĩnh nhìn thấy tiêu lỗi mới đến để tránh khỏi người ở đằng sau cô vội bước tới bắt chuyện tiêu lỗi mọi người đều đang đợi bạn đó xin lỗi công ty có chút việc tiêu lỗi cười nói anh nhìn thấy đỗ hiểu phong ở phía sau ôn tĩnh bước tới vỗ vai đối phương hiểu phong mày cũng đến à lâu rồi không gặp đó đỗ hiểu phong gật đầu như là vừa trở ra từ phòng vệ sinh vậy, tự nhiên vô cùng. Mau vào trong đi. Ông tỉnh vừa đẩy cửa ra vừa nói, à phải, mạnh phạm đâu. Sao không đến chung với bạn? Tiêu lỗi dừng chân, đứng lặng trước cửa phòng. Tô Tô đang ngồi ở bên trong, trông thấy tiêu lỗi xuất hiện trước cửa phòng, ánh mắt lập tức sáng lên tiên nhìn hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu qua, nhìn ra phía sau tiêu lỗi, trong mông nhìn thấy thiếu niên áo trắng trong ký ức của cô thế nhưng cô không nhìn thấy mạnh phàm chỉ nhìn thấy sắc mặt tái xanh đột ngột của ông tỉnh mạnh phàm đã qua đời mấy hôm trước rồi nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com link trực tiếp ở phần mô tả